chúng ta nhìn đây này. Chúng ta cứ Suka nghịch đi con ở bóng bay đi đúng rồi. Cười lên. Rồi Suka cười lên. Suka nắm lại tay anh nào. Nắm tay anh kìa. Suka nắm tay anh được rồi. Cầm tay. Cầm tay để bóng con ơi. Được rồi. Anh em chơi đi đúng rồi. Quá rồi. Cầm tay nào đúng rồi. Cái này con cầm có phải vung như này đúng rồi. Chúng ta phải ngoảnh mặt. Rồi Suka cầm tay anh rồi. Suka nhìn chú này. Nhìn chú này, hai anh em nhìn chú này, vừa bắn vừa nhìn chú này. Cái này. Cái này nhìn chú kìa, nhìn chú Tú cơ mà. Bắn nó ra mà nhìn chú Tú. Cái này. Cái ngược mặt nhìn chú Tú kìa. Bỏ đi. Ôi giả chú đây hết rồi. Hết phim. Không nghịch nhá. Ok xong. Nhiệm vụ Ken đã xong, Suka đứng lại chụp ảnh. Ken ra rửa tay đi. Suka đứng ở giữa cạnh bóng đi con. Ken vẽ tay chào quý vị khán giả đi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Ken ơi. Bye bye chứ hello đâu. Rồi Ken ra đây nào. Bỏ Ken ra kia. Suka vào việc rồi con. Suka vào lại nào. Không phải nó rách mất cái không rồi đấy. Suka vào đi con. Rộng hả anh? Có cái kẹp anh ạ. Ở bàn hình như có kẹp. Suka vào đi con. À Suka đi đi nha. Ở đi chú nha. Dũng Nguyên nha. Chưa cho em quả bóng bay lên ra sau lưng bạn đấy. Xoay vào đây cho em. Đúng rồi. Xoay cái đầu kia kìa. Đưa đi. Ok, sát vào Suka. Ok, được rồi. Suka chân chưa đẹp. Rồi. Đi chú này, tươi. Nguyên nha, cái thế này. Rồi, được kiểu luôn, Suka tự nhiên luôn. Diễn sâu luôn. Rồi, cười lên, được rồi. Nguyên nha. Được rồi. Lùi ra sau đây giúp chú một xíu. Ok, tươi nha. Tươi nha, được rồi. Cái như này. Thôi, bỏ bóng ra đi. Cú sát vào cái mục cây Suka. Cho đến. Nó đỡ nước mà này. Cho quả bóng nó ra sau đầu Suka. Ok được rồi. Đó sẽ là chú nha. Xinh luôn, nhìn chú này. Rồi,
thấp quả táo xuống một xíu nào. Ăn cái bánh đi, ăn cái bánh màu hồng đi. Suka ơi, đổi bánh màu hồng cho mẹ nha. Đấy, bánh kia. Bên cạnh. Bánh bên cạnh. Rồi, ok. Bỏ quả táo xuống. Rồi, xuất sắc. Ăn bánh nào. Thẳng người lên con, thẳng người lên, thẳng người lên, đúng không? Hot girl, hot baby quảng cáo bánh. Bánh ngọt. Hôm nay con đi quảng cáo bánh ngọt. Nhắm mắt rồi lại này, cười lại nào. Nhí Closet, thủ đô của Nhí hân hạnh tài trợ đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Tươi xinh. Rồi, thẳng lưng. Nhìn chú luôn này, chú trên này này, trên này, trên này. Nhìn ta. Ok. Nhìn chú nha. Thẳng đầu lại một chút. Đúng rồi. Ok, đổi kiểu con chị. Thấy cho bạn này. Thế để chân này chị. Cái đấy là chân, để chân. Ok, Suka. Rồi, Suka nhìn chú này, đúng rồi. Nhìn nha, tươi này con ơi, nhìn chú này, nhìn chú này. Cười lên. Cái tươi lên này, 2, 3 này. Rồi, thêm cái nữa nha. Chưa cho cái bánh này nó lên chỗ cái chân này cho em. Đúng rồi, ok. Rồi, đúng rồi, chuẩn luôn, rồi. Nhìn chú này. Nhìn Nguyên nha. Suka nhìn chú lại nào. Tươi, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Ok. Thôi đổi đi, em mẹ vào đi. Đổi bánh. Suka là bánh khác à? Ờ, cho mặc bánh. Bây giờ bạn nốt một kiểu cái bạn như này. Rồi, bây giờ con để đặt tay lên đây này. Tay ở đây, một tay đặt tay lên đây. Một tay trong. Đúng rồi. Con nghiêng đầu về đây. Rồi. Đừng ốp tay vào má qua con. Rồi. Anh em ổn không? Không xuống đi, nó hơi mệt đi nhỉ? Rồi. Em quay máy đi để con nhìn xuống cũng được, con nhìn xuống đi, nhìn xuống đi, đúng không? Đừng cầm lên, đừng nhìn quá đâu. Nhìn ra đây, nhìn ra đây, nhìn ra đây. Ok. Rồi nhắm mắt đây, nhắm mắt đây. Người giúp chú nha. Ok, được rồi. Ok. Ăn thêm bộ thứ hai nào. Baby ơi. Ăn kẹo, ăn bánh nào, ăn bánh. Ngồi, con ngồi lên kia ăn bánh. Đáng yêu quá. Các bạn này em nọ như cũng chụp vintage đúng không chị? Mặt bà ấy kiểu trông rất kiểu ngây thơ ấy. Đấy cô nào vâng ra nhỉ? Mặt bà ngây thơ. Từ từ. Có cái bánh sao vào chỗ này là sai đúng chuẩn sai số ca luôn. Ô cái bánh. Đấy, chỗ đây. Đó, cái ơi, nhìn chú này. Ôi, dưới bánh kẹo luôn. Rồi, tay đặt vào váy đi, tay con cầm vào váy ấy. Môi ấy chị. Không nhạt đâu. Vừa. Thẳng lưng lên con. Trẻ con này thôi. Đây là có cái nhấn nhìn trong cái hơi nhạt. Tay kia con để vào bụng của con ấy. Rồi đây. Rồi nhìn nhá, đúng rồi, nhìn chú này, xinh này, xinh quá. Đi qua đây rồi. Mời cho chú nha. Chú đây này. Rồi, con nhìn xuống cái tay của con ấy, nhìn xuống tay của mình đi. Đúng rồi. Rồi, bỏ quả táo xuống nào,
đấy, con nhìn có bánh ở đây, mình bánh ở đây đúng không? Nhìn chú đúng không? Nhìn chú này, nhìn chú này. Các cặp lên nào, các cặp lên nào. Xinh quá. Ok, rồi chú đỡ em. Xuất sắc. Đấy, bạn đứng luôn đấy chị ơi, bạn đứng luôn đấy. Cái bánh kẹo ấy. Ken ơi, Ken xong nhiệm vụ rồi con ạ. Chỗ bạn ấy sang bên phải đi chị. Cho bạn sang bên phải của chị. Rồi mẹ đi chú này. Chân nào chân không như vậy, chân không như vậy. Rồi đi chú này.